nắm vững ba quy tắc khi mua bất động sản trong năm nay đảm bảo an toàn tuyệt đối mua mới mua ở trung tâm nói không với ba loại nắm vững những nguyên tắc vàng trong mua bán bất động sản sẽ giúp bạn hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh bất động sản là một nghề hái ra tiền nhưng rủi ro cũng không phải dạng vừa mặt khác giá trị tài sản trên hợp đồng bất động sản khá lớn nếu không tính toán cẩn thận người đầu tư rất dễ khốn đốn thậm chí trắng tay hoặc rơi vào vòng lao lý dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn nếu đang có ý định mua nhà đất, đầu tư bất động sản. Bạn có thể tham khảo để từ đó đưa ra quyết định phù hợp. Mua mới, mua mới trước hết có nghĩa là cân nhắc mua một bất động sản hoàn toàn mới, hoàn thành trong vòng 2 năm trở lại đây. Trong 2 năm qua, nền kinh tế trì trệ, vì thế các dự án bất động sản được xây dựng thời điểm này chứng tỏ chủ đầu tư có tiềm lực kinh tế. Quan trọng hơn, do phần lớn người dân không sẵn sàng mua nhà trong 2 năm qua nên để thu hút người mua các chủ đầu tư sẽ tiếp tục tung ra thị trường những thiết kế đẹp mắt hơn để người mua cân nhắc. Thứ nữa, an ninh của bất động sản mới xây dựng thường đảm bảo hơn. Tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều công ty bất động sản vừa và nhỏ ảnh hưởng nặng nề. Phần lớn còn sót lại là những công ty lớn và doanh nghiệp được nhà nước đứng ra bảo lãnh. Vì thế, để đảm bảo hoàn vốn, các công ty này sẵn sàng cung cấp bất động sản với giá thành tốt để thu hút người mua. Việc mua một bất động sản phụ thuộc vào thực lực của công ty bất động sản chủ đầu tư lớn thì bất động sản không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường tuy nhiên nếu chủ đầu tư không vững tài chính thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận đến giá trị của bất động sản vì thế mua bất động sản mới xây dựng có thể tránh gặp phải tình trạng chủ đầu tư bỏ trốn mua ở trung tâm bạn nên mua một căn nhà ở trung tâm thành phố khi giá thị trường bất động sản có xu hướng ổn định điều quan trọng nhất của giá trị đầu tư căn nhà nằm ở vị trí ở khu vực có vị trí phù hợp giá nhà đất sẽ không giảm mạnh thậm chí vẫn có thể tăng giá ngoài giá trị hầu hết các ngôi nhà ở khu vực đều có các tiện ích hỗ trợ tương đối đầy đủ giao thông đi lại cũng thuận tiện hơn dịch vụ y tế đủ đầy chợ dân sinh cùng trường học đều tập trung ở vị trí này vì vậy mua nhà ở vị trí trung tâm không chỉ xét đến giá trị ngôi nhà mà còn xét đến sự thuận tiện trong cuộc sống sau khi về ở mua ở trung tâm sẽ hạn chế được rủi ro ba loại cần tránh không mua ba nghĩa là bạn nên tránh ba loại nhà này một nhà ở ngoài quy hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh thị trường bất động sản trong hai năm qua khá ảm đạm ngay cả những công ty địa ốc lớn cũng không thoát khỏi việc bị ảnh hưởng chính vì thế bất động sản trái quy hoạch giống như trái mìn có thể nổ bất cứ khi nào loại bất động sản này tiềm ẩn nhiều rủi ro để tránh vấn đề không được giao nhà không có đầy đủ giấy tờ pháp lý bạn nên tránh mua những ngôi nhà không nằm trong quy hoạch suy cho cùng không ai muốn lãng phí số tiền mình đã tiết kiệm được trong nhiều năm để đầu tư không an toàn hai không mua nhà quá cũ nếu ngôi nhà bạn đang dự định mua đã hơn 20 năm tuổi thì có thể gọi là nhà cũ. Loại nhà này thường hay hư hỏng, khi ở có thể xảy ra nhiều vấn đề, thậm chí đe dọa tính mạng của bạn. Ngoài ra, những ngôi nhà cũ thường được xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất cũ kỹ, lạc hậu. Chẳng hạn như nhiều nhà cũ không được lắp đặt thang máy nên việc di chuyển rất bất tiện. Hơn nữa, nhà cũ sau khi mua lại cũng không ở được lâu. Vì thế, bạn nên chọn nhà mới để đảm bảo tiện nghi và an toàn. 3. Không nên mua nhà ngoại ô Mặc dù giá nhà ở vùng ngoại ô rất rẻ, về ra sống ở đây cũng rất thoải mái, không khí dễ chịu, nhưng vùng ngoại ô thường cách thành phố khá xa. Chính vì thế, việc đi lại không thuận tiện, cơ sở vật chất cũng không đáp ứng tốt như ở các thành phố lớn. Xét về công việc và chuyện học hành của con cái thì việc mua nhà ở vị trí trung tâm vẫn là lựa chọn hàng đầu. Nếu bạn mua nhà ở ngoại thành, bạn sẽ phải di chuyển hàng giờ đồng hồ mỗi ngày, gây nên mệt mỏi và áp lực. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.